Trung thu ở Trung Quốc trở thành một ngày lễ cố định từ khoảng đời đường. Vua chúa Trung Quốc thời đó đến ngày rằm tháng 8 hàng năm thường làm lễ tế trăng đúng vào giữa thu nên gọi là Tết Trung thu. Tết Trung thu còn có các tên gọi khác như Bát Nguyệt hội, Tết đoàn viên khi gia đình đoàn tụ, cùng thắp những chiếc đèn lồng lộng lẫy và thưởng thức bánh Trung thu. Năm nay, đặc khu hành chính Hồng Kông, Trung Quốc đón Trung thu từ 14 đến 22 tháng 9 dương lịch với đủ loại đèn lồng rực rỡ và bánh trái truyền thống. Tuy nhiên, những điệu múa rồng lửa tài hàng mới thực sự là linh hồn của Tết đoàn viên tại thành phố cảng sầm uất này. Cũng lúc đó, tại đảo quốc Singapore, những khu vực có Hoa Kiều sinh sống trang trí rất nhiều đèn lồng đẹp mắt. Năm nay có tổng cộng khoảng 20.000 lồng đèn được thắp sáng để đón Trung thu ở đây. Theo dự kiến trong đêm này, thời điểm được cho là trăng tròn đẹp nhất trong năm, quốc đảo còn tổ chức bắn pháo hoa. Ngày rằm Trung thu ở Myanmar được gọi là lễ trăng tròn hay tiết quang minh. Đêm rằm nhà nhà đều thắp đèn lồng để thành phố sáng rực, ánh sáng chiếu rọi khắp mọi nơi. Mọi người cũng thường xem biểu diễn kịch, nhảy múa, xem phim và nhiều hoạt động vui chơi náo nhiệt khác cũng diễn ra trong đêm lễ hội này.